Ký Văn Đông, hơn 40 tuổi. Thân mặt hiếu tan, mắt đầm địa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thiếm trương láng giềng, lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thiếm trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thiếm trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình. Ký thác, toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức. Tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh cậy nhờ họ quản lý thay cho bé văn đông lúc đó anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thuốc đủ điều họ nói với người sắp mất như thế này chúng ta đều là người một nhà con em thì cũng như con anh chị dù em không để lại tài sản chẳng có lấy một xu thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười. An lòng nhắm mắt ra đi, khi đó cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tăng lễ được mấy ngày, thiếm trường láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách năm ba ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn âm à. vang nghe rõ mồn một thiên trương tốt bụng đã nhiều Điều lần can gián nhưng chuyện vẫn xảy, xảy ra như cũ sau đó thiên phát hiện bé đông rất ít ra ngoài chơi thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa nhưng chẳng hề thấy nó cười thiên trương bèn đến gần hỏi han mấy câu thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi không dám nói gì Thím trường thấy văn đông ốm đi rất nhiều hơn nữa mặt mày thân thể đầy vết thương thấy thế Thím trường không cầm được nước mắt dần già láng giềng hương thôn ai cũng biết chuyện nhưng khi làng xã chất vấn thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại văn đông lì bướng không ngoan bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo cũng chẳng làm gì hại nó họ còn trách ngược lại. Mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu. Nào có máu mũ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông. vả lại, người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồ bộ của họ. Dù rất bất bình, nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm, rồi một năm trôi qua thằng bé dần dần lớn lên. Thiếm Trương nhiều lần thừa lúc hai bác văn đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé. Khi thì miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến. Thiếm mỉm cười, an ủi nó. Văn đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước xuân hạ thu cứ dần qua tới mùa đông thím trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân nhìn nó co ro đưa tay ôm vai run rẩy vì lạnh bà rơi nước mắt quay về nhà tìm y phục cũ của con mình giặt sạch sẽ may thêm lớp bông độn bên trong và ngay tối hôm đó đem sang nhà hai bác văn đông nói là áo bông con mình chê không dùng nên để cho Văn Đông mặc Nói xong Bà từ tay mặc vào cho thằng bé Trước khi Văn Đông thành dân Bà còn may cho nó Ba bộ áo bông Không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực Có lúc Còn dúi cho nó ít đồng lẻ Cuối cùng Ký Văn Đông cũng đã trưởng thành Thành tài Có sự nghiệp ổn định Được nhiều cô gái để ý khi văn đông đến tuổi kết hôn anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập hai bác dù không muốn nhưng vì cháu đã lớn họ sợ lời bình phẩm của láng giềng bớt đắc dĩ phải chiều theo nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn chỉ cấp cho văn đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ trống trơn không có gì bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết hai người bác này có sáu người con. Họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần văn đông, đối với sự ngược đại của bác, không hề nói một lời than quán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc suối anh đi kiện quan, thì anh nói Bác cả nuôi tôi khôn lớn, cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không nhờ bác cưu mang, thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì nếu như không học hành không có nghề nghiệp ổn định thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu cũng không giữ được lâu tôi nhất định học tập trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt để làm việc phục vụ hương thôn mình cho xứng đáng với sự quan tâm yêu thương của dân làng không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của văn đông ở hiền gặp lành giờ đây anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm hạnh phúc ta hãy nhìn xem hai người bác bồi tính vong nghĩa làm trái lời thề bị báo ứng ra sao họ có sáu con gồm bốn gái hai trai con gái đầu của họ hai mươi chín tuổi thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái Úc 29 tuổi cũng vướng bệnh bất trị y hệt như anh chị mình mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. Sáu đứa con đã chết mất ba người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng đi cướp bốc gây cãi đánh lộn bị phán mười năm tù ngày y bị tuyên án mẹ y bị xuất huyết não từ đó nằm liệt giường nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh mắng chữ của con cái do bà không khống chế được đại tiểu tiện thường trai dính bền chăn có lúc nằm đó suốt ngày không ai để ý tới bà cứ sống cảnh như vậy hơn ba năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi, Đây, Đại... có phải là nhân quả báo ứng không? và chẳng đợi tôi đáp. Họ tự nói. Ở quê chúng tôi, á, ai cũng nói, đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như làm mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng Pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên. Phàm phu không hiểu, nên cứ trồi hợp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly chư Phật Bồ Tát từ bi thừa nguyện trở lại nhân gian giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành sớm chứng bồ đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian bà hàng trứng ráng một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa, thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50. Phía sau bà còn hai cô con gái khoảng hai mươi mấy tuổi, đang khi một bao gạo to. Tôi hỏi bà, bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi, nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà, không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng rồi tiến vào phòng khách. Sau đó bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói: <cười> một năm trước tôi có tới nhà tôn huynh, tôi là bà hàng trứng ráng nè. Tôi nghe qua thì sực nhớ liền nói. À, <laughs> tôi xin lỗi. Tôi nhất thời không nhận ra, xin mời ngồi. Đừng bà đã đỡ chưa? Dạ khỏe rồi. Hôm nay tôi cho hai con khiên bao gạo này đến để cảm tạ. Tôi biết Tôn huynh xưa nay không có nhận quà, nhưng mà hôm nay Tôn huynh nhất định phải nhận bao gạo này, vì nhờ Tôn huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay. Nghe bà nói dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ năm ngoái một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống phải nằm trên giường sáu năm tuy bà ân cần chăm sóc nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng bà nghĩ thầm chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn khỏi làm lụy tới hai con vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh cũng chẳng uống thuốc chi con gái biết được ý mẹ vạn phần lo lắng bèn đến chùa quan âm cầu phật gia hộ may gặp một cư sĩ tốt bụng trước đây ông là láng giềng của họ sau khi biết chuyện rồi ông rất cảm thông sẵn dịp nghe tin hòa thượng diệu pháp vừa đến nhà tôi ông bèn dắt bà tới cầu sư phụ chỉ cho con đường sống hòa thượng lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi liền hỏi nghề bà mưu sinh có liên hệ đến trứng gà không bà có vẻ kinh ngạc nói con sống bằng nghề à? Bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng mười mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy, không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền. Mong ngài chỉ dùng nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà. Bà tính mỗi cân chỉ có bảy tám trứng còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này có phải như vậy không ba đáp dạ ai cũng làm vậy để kiếm chút tiền mà trên thực tế đâu phải là khách không có biết nhưng mà lúc mua chẳng có ai để tâm so đo nói theo phật pháp thì bà làm như vậy là tham là lừa dối bà bán hàng cân thiếu vì mong có thêm chút tiền nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn đây là nguyên nhân căn bệnh của bà vậy chồng tôi không có liên can việc này vì sao cũng bệnh giống vậy sư phụ nhẫn nại giải thích bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo chúng ta thấy mô tả tai nạn xe cũng đồng một tai nạn nhưng kẻ thì chết thảm có người bị văng ra xa mấy mét nhưng lại bình an vô sự tưởng chết lại được sống nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người những người sống thiện dù gặp nạn dữ rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình là thiên kinh địa nghĩa cổ nhân nói quân tử yêu tài thủ chi hữu đạo nghĩa là dù ưa tiền song kiếm tiền cũng phải có đạo đức bà đã cân thiếu hai lượng dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức hơn nữa việc này đồng nghĩa giới dưỡng hổ di họa hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được trong tương lai bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa tôi giải thích như vậy bà có tiếp thu được không dạ thưa sư phụ con rõ rồi sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa Hòa thượng bảo bà thỉnh tuôn thượng Phật về thờ, mỗi ngày lễ bái sám hối. Bởi bà không biết chữ, nên hòa thượng dạy bà, khi lạy Phật cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành. Lúc ra về, bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều, nên càng tăng thêm tính tâm đối với Phật Pháp. Thật không ngờ, hơn một năm thì bình của bà lành còn đến đây đáp tạ nữa bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo kích động nói sau khi uh, tôi từ nhà tôn huynh ra về ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình lòng ăn năn khôn xiết hôm sau tôi vội đi thỉnh tượng quan âm về thờ hàng ngày thắp hương lễ bái một ngày lễ tối đa ba trăm lại, lưng tôi chẳng những không đau, mà ngày càng khỏe lên. Nhưng có một hôm, đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tôi đứng không nổi. Các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. Tôi nói, bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết. Sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. Thực ra, dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. Ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đào đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi: "Con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì? Con do tham tài, mà lưng đau. Bị thoát đĩa đệm cuộc sống. Xin Ngài tri bệnh giúp cho. Con mà lành rồi, thì Ngài Ngài luôn niệm Phật, lễ Phật. Bồ Tát cúi xuống, đưa tay sờ và lưng tôi mỉm cười bảo. Ngươi vốn không có bệnh. Nếu bị bệnh, thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được? Nói xong Bồ Tát biến mất. Tôi mừng rỡ, niệm to danh ngài, rồi ngồi bọt dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên, chúng kinh ngạc, vui mừng reo lên. Trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má! Lúc này tôi mới phát hiện, mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng, thì đột nhiên, lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng. Chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á. Chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân quan thế âm. Đồng thời, cũng nhớ đến ông xã, giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê, ra thăm mộ ông, khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được thăm mộ xong bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày tôi bằng lòng trong thời gian ở quê á thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều tôi hỏi người trong thôn lúa còn sót dữ quá sao không ai mót hết vậy họ mới trả lời là bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả nên chẳng thèm phơi đậu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa. Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói, có gì mà không được, vài ngày sau á rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi. Ngừng một lúc, bà nói tiếp, tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được à, bốn ôm to đùng đem xây ra thành 98 kg gạo hôm nay tôi chở tới cho tôn huynh năm chục kg đây chẳng phải là lễ vật gì đâu mà muốn để tôn huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi nên mới có thể khơm lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ xem như phật bồ tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh bồ tát quan thế âm phổ môn phẩm hồi hướng phúc cho chúng sinh, kính tặng tôn huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi. Tôi bỉm cười bảo, tôi không dám thu lễ của bà đâu. Hãy đem đến chùa cúng dường cười xuất gia đi. Vì các vị ấy mới là đại diện Phật tại nhân gian. Hơn nữa, Hòa Thượng Diệu Pháp cũng là người xuất gia đó. Nghe tôi thuyết phục hồi lâu, bà mới hoan hỷ đem gạo đến chùa biếu Ham, Ham chút lời nhỏ bị, bị thiệt to Một cô gái khoảng 27-28 tuổi Tai nghe lúc được lúc không Đi bệnh viện kiểm tra Bác sĩ nói là không có bệnh Nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ Chẳng biết tại sao Sư phụ hỏi Cô làm việc liên quan đến gì Mà trong lỗ tai Đầy tiền lẻ như thế kia cô nhất thời ngơ ngác hoang mang không hồi đáp được tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu những đồng lẽ này vốn không thuộc của cô nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh chứ chẳng phải trong lỗ tai cô có đầy tiền cô hãy kiểm xem thật có chuyện này chăng cô lập tức hồi đáp mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ cũng chỉ độ một hai hào do khách hàng không cần thối nên bỏ lại hàng ngày cô tới công sở thường đi về bằng xe buýt thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe cô cho rằng đây không phải là tham ô đây không phải tham ô nhưng là tham tâm đúng không Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật đầu. Sư phụ hỏi, Từ rầy, con còn tham những món tiền lẻ này nữa không? Cô nói với vẻ dứt khoát, Chị ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa. Thế thì tốt. Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên, Tai con giờ đã nghe rất rõ. Sư phụ mỉm cười bảo, Trong tai con, Bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa, nhưng thấy vẫn còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khác. Đây là thế nào vậy? Cô tròn mắt kinh ngạc, hét lên. Trời ơi, mẹ ơi, ngày làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mà mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống, dân dân, cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hả thầy? Con là Thu Ngân vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, còn đâu có quyền tự tiện làm như thế. Cô gật đầu lia lịa. Ngài nói đúng, từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa. Đã nói thì phải giữ lời đó. Cô hân hoang, đứng dậy thưa. Sư phụ, tay con nghe hoàn toàn thông suốt rồi. Là ngài phát công lực cho con đúng không? Tôi đáp thay sư phụ đây là kết quả của quy luật cô vừa sám hối phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất quyết tâm không phạm lỗi nữa cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác Tôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác xốn mờ dạch ra xem thì thấy không có gì nhưng mí mắt luôn bị đỏ có phải là do bị báo ứng do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng sư phụ đáp không cần suy nghĩ con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt. Cô la lên. Hả? Chết con rồi. Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà bông nên tẩy rửa các vết dầu dơ. Cho nên hàng ngày công tác, thường dùng bột giặt rửa tay. Giờ ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục của mình. Sau đó còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà đến tiệm, dùng xà bông này giặt vũ luôn, vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà vừa tiết kiệm được bột giặt và nước các cô làm như vậy là tham vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác như vậy là phạm lỗi vì đã lấy những của công không nên lấy đúng không cô gật đầu trước giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội vậy có phải con đã trở thành người xấu rồi sao tôi không nhịn được chen vào hồi tôi chưa biết phật pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy trong kinh địa tạng có nói chúng sinh ở cõi này khởi tâm đồng niệm không gì mà không tạo nghiệp không gì mà không tạo tội bởi kẻ sống trong cõi dục này dù nhiều hay ít đều có tập tính tham sân si như cô bị bệnh nguyên nhân là do tâm tham không hiểu pháp không rõ lý một khi cô biết ăn năn sám hối Thì bệnh sẽ tiêu thôi Sư phụ từ bi bổ sung thêm Từ rầy con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều Để tăng trưởng trí huệ Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến Hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan Lúc ra về cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi từ đối chiếu, kiểm điểm, dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra, tuổi tôi lớn hơn cô thời gian tạo nghiệp ác nhiều hơn, tham tâm cũng bự, to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đánh mất nét thuần khiết, chất phát. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân vân vân có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm, ác có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sách tấn tôi rằng phải ráng tu thời giờ không đợi mình đâu lồng tuốt của cây tượng ba năm 1994 tôi vẫn trụ tại căn nhà trệt một cổng một sân đến tía trung thu thảo mộc kỳ hoa trong sân vẫn xum xuê muôn thuở bước vào cổng bên trái là phòng khách kim thư phòng của tôi cây tượng ba đặt cạnh cửa sổ trong sân có một dàn hoa. Bên phải cửa sổ là bàn viết, có đặt một chậu văn trúc, thành tú xinh đẹp. Chiều nay, thằng con cấp trung học của tôi nó không đến lớp. Ăn trưa xong, nó đến thư phòng làm bài, viết lách. Còn tôi thì nằm trong phòng mình xem sách, đợi sư phụ hòa thượng diệu pháp đến. Hơn bốn giờ, chuông cổng reo, tôi tiến ra ngênh đón hòa thượng và thầy thị giả vào thư phòng. Thằng con 16 tuổi chắp tay lễ chào sư phụ, rồi tiếp tục chúi mũi vào công việc của nó. An tọa xong, Hòa thượng Diệu Pháp hỏi con tôi. Chân cháu bị hôi hả? Thằng bé đỏ mặt thưa. Chân con hồi 12, 13 tuổi thì bắt đầu bị hôi, tẩy rửa cách gì cũng vô hiệu. Cách đây nửa giờ, ba con đã lệnh cho con mở cửa sổ để không khí được thông thoáng, vậy mà ngài vẫn còn nghe hôi hả thật là có lỗi quá để con đi sang phòng bên kia sư phụ ngăn lại mỉm cười bảo thực tình là ta không có nghe hôi gì cả nhưng vừa rồi khi con hướng ta đảnh lễ các cây trong nhà đều tới đảnh lễ ta riêng chậu văn trúc này đã mách cho ta biết tình trạng của con nó nói con chiều nay không có tập trung vừa chơi vừa phóng tâm nên giết không có được bao nhiêu. Ngoài ra, nó còn than là bị mùi hôi từ chân con xông lên, khiến nó muốn chết ngạt. Nghe hòa thượng nói thế, con thật kinh hãi, tới trợn tròn mắt, đơ lưỡi, mặt càng đỏ hơn, nó lúng túng quay sang nhìn tôi vì sợ bị mắng. Tôi cười, thưa với sư phụ. <laughs> Thằng bé nhà con vẫn như vậy đó. Lúc họ phụ huynh thầy giáo luôn nói là thấy nó ngồi ở trong lớp nhìn rất là khuôn phép đàng hoàng giống như là chăm chú nghe giảng lắm vậy nhưng mà thử kêu nó mấy tiếng nó vẫn không nghe con dạy như thế nào nó cũng không sửa <laughs> nhưng may là thành tích học của nó tạm ổn hơn xưa rồi nhưng mà cái chân của nó khi mà nó đứng ở đầu gió thầy thì cái mùi chân nó bay xa đến tám dặm luôn dạ có cách nào trị không thưa thầy lúc tôi nói Hòa thượng cứ một bề nhắm mắt, lát sau ngài bảo Kỳ tượng ba trong nhà con mới ăn ủi văn trúc, nói là nó có cách giúp cho. Để ta thuật lại con nghe nhé, hãy dùng hai chiếc lá của nó. Như thế này này, chịu khó ra công một chút, sử dụng một lần thì lành. Cho dù trong kinh địa tạng từng giảng là hoa cỏ cây cối đều có thần thức, nhưng khi nghe sư phụ kể chuyện thực vật có thể đối thoại khiến tôi cảm thấy rất hiếu kỳ thú vị bèn hỏi dạ thưa sư phụ cây tượng ba và văn trúc khi nói chuyện với ngài chúng mang hình thái ra sao cây tượng ba có hình dáng người trưởng thành mặc y phục cổ trang màu xanh còn văn trúc mang hình dáng thiếu niên tóc trên đầu búi như các công tử thời xưa cũng mặc áo xanh nhưng trong thanh tú mảnh mai hơn hoa trong nhà con đa số mang hình dáng các cô bé y phục diễm lệ như màu hoa cũng có thể đây toàn là ảo giác chỉ là dạng truyền đạt tin tức là điều áo dịu của thiên nhiên mà thôi phật nói phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng còn trong tâm kinh nói sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Vì vậy, con không nên chấp tướng. Nhưng tôi vẫn cứ chấp và hỏi. Tất nhiên là thực vật có thần thức. Vậy khi con ngắt hai lá của nó, nó có thể đau không thầy? Có chứ. Vừa rồi, tượng ba nhờ ta chuyển lời dùng nó cầu xin con khi cắt hai lá nó xong thì nhớ lấy chút đất trong bồn hoa bôi vào vết thương để cầm đau cho nó còn nữa nó nói là nó đã theo con tụng kinh học phật nên con đừng có dùng rượu trắng xịt rửa hay tưới tẩm gì cho nó nữa bởi nó cũng muốn giữ giới không ẩm tửu nó vì giúp dân trúc mà tình nguyện hy sinh hai chiếc lá đây là do muốn học theo tinh thần bố thí của Phật. Giả lại, nó cũng rất muốn báo đáp ân các con, hàng ngày đã quan tâm, chăm sóc, cho nên nó mới cam lòng, chịu đau, hiến lá làm thuốc như vậy. Tôi nghe xong rất cảm động, càng thêm tin tưởng đây là lời chính xác, bởi vì bạn bè từng mắt cho tôi biết, cây từ ba rất ưa rượu. Nó bày tôi mỗi tuần, nhớ pha một chút rượu vào trong nước, tưới cho cây tượng ba. Như vậy nó sẽ lớn mạnh, xum xuê hơn. Qua câu nói của sư phụ, tôi bỗng nhớ đến một bài báo viết rằng, hoa cũng có yêu ghét. Hãy đặt cạnh loài nó ưa thích, thì nó sẽ lớn nhanh. Còn đặt cạnh loài thảo mộc nào mà nó ghét, thì bước độ tăng trưởng cũng eo uột. Năm ngoái có một bài báo đăng tin một khoa học gia trong khi nghiên cứu đã phát hiện lúc rừng cây gặp đại hỏa tai mấy giò nhịp đập cảm thọ của cây bị thiêu thấy phát ra tín hiệu rất tuyệt vọng bi thương và còn nhanh chóng truyền tin hỏa tai này đến các cây khác nhưng lúc không có nạn cháy mấy đo cảm xúc này rất bình thường té ra thực vật cũng giống con người và động vật cũng có thức tình lục dục từ hôm đó trở đi Tôi đối với những điều Phật thuyết giảng trong Kinh Lăng Nghiêm như Dê chết làm người, người chết làm dê, thảo mộc chết làm người, người chết làm thảo mộc, càng tin kiên định, không đổi trời. Cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Phật nói, chư Bồ Tát tỳ kheo thanh tịnh, khi đi đường, trở nên dẫm đạp cây cỏ, huống nữa là đưa tay ngắt bẻ. Ngày tối hôm đó, tôi làm y theo cách tượng ba mắt với hòa thượng diệu pháp thì chân côn tôi đã hết hôi chuyện xảy ra trong nhà tôi đúng là không hết chuyện thần thoại điều này khiến tôi nhớ đến các thần y như lý thời trân tôn tư mạc vân vân họ có thể hiểu được loại cây nào có dược tính gì và viết ra cuốn thiên kim phương bổn thảo cương mục giải rõ diệu phương lương dược nhằm cứu giúp thế giới chắc hẳn họ đã có thể cùng bách thảo giao lưu nên mới sở hữu được tầm hiểu biết cao thâm khôn lường về thảo dược mà tạo phúc cho nhân loại như thế từ đó tôi và người nhà không còn có ý làm thương hại bất kỳ loài thực vật nào thậm chí cũng không đỡ giảm đạp cây cỏ nhỏ bé trên đường đến nay nhân loại đã bước vào thế kỷ hai mươi mốt đồng có ý thức bảo trì môi trường sinh thái quân bình. Quan điểm này ngày càng phổ biến, thấm sâu vào lòng người, nhưng tôi nhận thấy bảo vệ môi trường hoàn hảo nhất không ai qua Đức Phật. Vì từng chữ từng câu Ngài dặn dò con người phải thương yêu sinh vật hoa cỏ đã có từ xa xưa, nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy rất mới mẻ, hợp lý, tràn đầy lòng từ bi và sáng người trí huệ. Phải thấy, phải thấy ưu điểm, điểm của người. người. Một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến ngủ Đại Sơn. Trong đó, có một bà hơn 50 tuổi đang ở tại nhà khách hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp, kể lễ nỗi khổ tâm của mình. Bạch Sư Phụ, con quy Phật bốn năm rồi, cứ rằm mùng một là ăn chay nhưng thân thể không được khỏe lắm nửa năm trước, con gặp một vị thiện tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này mới biết ăn tam tịnh nhục chỉ là phương tiện tạm, kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh. Nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tín khờ khảo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Như vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà Phải đến tá túc tại nhà một người bạn Sau đó thì các con con cũng có tới xin lỗi Rước con về Nhưng mà hễ tới bữa ăn Là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu Con nghĩ con muốn xuất gia Nhưng lại lo là chùa không có thu nhận Tính vào diện dưỡng lão Lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt hiện nay con rất là khổ tâm. Xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, Ngài mở mắt bảo rằng, Người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép bắt chúng phải phục tùng vâng theo bà hy vọng con mình tin phật ăn chay cố nhiên là vì muốn thuốc cho chúng thế nhưng cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy không nên gấp rút nôn nóng muốn mau thành làm như vậy sẽ bị phản tác dụng khiến các con đối với phật giáo phát sinh hiểu lầm chống kháng trong lúc ăn cơm có thể dùng một bàn hai mâm không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bớt xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc. Tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyện tốt, âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà mà nương tự. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này thường nói ba điều tốt. một Phải thường nói con cái tốt, dù không tốt cũng nói tốt. 2. Phải thường nói sinh hoạt tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. 3. Phải thường nói thân quyến bạn bè tốt, dù không tốt, cũng nói tốt. Ba điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà. Bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng, cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tuôn kính cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ý thế ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên cũng đồng một lý này công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng nếu như chẳng thực hành được thì cho dù là già hay trẻ chồng hay vợ xuất gia hay tại gia đều sẽ ôm phiền não vô tận Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến. Gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sát xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp. Hòa thượng diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi. Mê hồn thang Mê hồn thang như tứ đổ tường Nhiều người mê đắm khó thể buông hút thuốc học bài mờ tâm trí Đắm nghiền tủ sắc tự trói thân Nếu ai thoát khỏi bốn tật này Chính là Như Lai từ Tài Vương Một chàng sinh viên khoảng hai mươi Hướng Hòa Thượng Diệu Pháp nêu thắc mắc vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hẻ diêm dương cho người nào đầu thai, thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn thang của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? À? Hòa thượng diệu pháp đáp. Ta nói có hay không, đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem. Hiện tại người thế gian, trước đây là oan gia với nhau nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác vậy là thù có thể hóa thành bạn có kẻ vốn là bằng hữu thân thiết như tay chân cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù thậm chí dẫn tới anh chết tôi sống thì một mất một con. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Diệt dương câu tiễn vì muốn báo thù ngô phù sai, cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ phục dịch ngô phù sai? Đây chỉ là giả dờ, dối trá thôi. Vì tận đáy lòng diệt dương ông đầy thù oán chỉ đợi thời cơ rửa hận không phải là không báo thù mà vì thời chưa tới một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi về hình dốc xem như có thay đầu đổi mặt thực đó nhưng thần thức gá nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan rằng nên hướng ai báo ân hướng ai đòi nợ vì vậy mới có câu thiện được thiện báo ác hữu ác báo do nghiệp lực dẫn dắt hãy cần đến thì nhất định phải đến cần đi chắc chắn sẽ đi quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xã tăng giảm cho nên bị mê hồn than làm lú lẫn chính là bị tập khí tham sân si che lấp phật tính vốn có khiến cho chúng sinh phải điên đảo lưu chuyển trong sinh tử công tử áo xanh phú lạc dương tỉnh hà nam có một gia đình ba nhân khẩu ông chồng thì thành thực bà vợ siêng năng đảm đang con gái họ 17 tuổi, mỹ lệ khả ái. Nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn, nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói. Nhân dịp tình cờ, nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà. Bà và chồng xuất thân từ nông thôn trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước chỉ là lúc gặp mặt bà thấy ông kiệm lời ít nói cử chỉ thận trọng bèn nghĩ thầm đây là trường phu có nền nếp phong cách đáng để cho mình đương nên ưng thuận thành thân cưới nhau rồi thì mới phát hiện bản thân ông chồng có quá nhiều tật khiến cho bà chẳng cách chi dung đổi chẳng hạn như ăn cơm, thì ông nhai chốc chết rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì, thì láng giềng trên lầu dưới lầu đều có thể nghe rõ tiếng. Ông nhai nuốt, hốp rồng rột. Còn khi ăn cơm, thì dù mũi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắt đánh rắm thì cứ thả bừa rất tự nhiên chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi pháo từ mông ông cứ nổ giòn liên thinh hoặc lẻ tẻ khiến những người có mặt phải lúng túng ngượng ngùng vô kể còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bốc hết vỏ cứ tôi sao thì hiện vậy một bề không thay đổi những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hột hạt biết bao nhiêu lần bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười mặc thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ giống như không có thể diện ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài Do vậy, đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn, nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở. Phần bà, hãy nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán, phiền muộn, ứ đầy. Con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha. Nó chưa từng được ông bồng ẩm, nô đùa hay dẫn đi chơi. Đối với cha nó, thì nó cũng ôm bất mãn đầy, vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha bị ông cư xử giống như người lạ. Đến bây giờ, hễ hai mẹ con đang trò chuyện nói cười, chỉ cần ông vừa bước vào nhà thì họ lập tức im bặt. Từ lúc quý y Phật môn, con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học, nên hàng ngày đi đường, nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi nên phải phân phòng ở riêng chẳng ai lý tới ai. Họ ngủ riêng đến nay đã ba năm, bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ, nên hiện thời, bà thường bị nhức đầu, lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bệnh hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết, đây là ác duyên đời trước tù hội không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải vì vậy tôi gọi điện thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp sư phụ im lặng một chút rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng sư phụ cho biết nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân ít nghèo khổ sống ở thâm sơn mưu sinh bằng nghề hái thuốc ngày nọ, ông X đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông. Nghe nói, trên núi có cây du ngàn năm, á, vỏ nó làm thuốc cực quý. Do núi cao hiểm trở, ít ai chịu đi. Nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán, á, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền. Ông X nghe xong, thập phần mừng rỡ. Thầm tính, tiền kiếm được lần này sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông Israel đèo lội suối lên tận núi cao và cuối cùng tìm được cây du to khoảng ba người ôm. Ông thật là mừng vì được quá ước mơ, bèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây. Làm hồi lâu thấm mệt, ông dựng rìu dưới cây, trèo lên chán ba cây nằm ngủ. Đang say giấc nồng, ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc. Nói mình đây là cây du, hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi, chỉ còn ba năm nữa thôi, thì sẽ đắc đạo thành tiên. Nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết, thì sẽ lâm vào cảnh, công mất khí tận. Vì vậy cầu xin ông X, hãy từ bi gia hạn. Thư thả cho, để ba năm sau hẳn tới rốc vỏ. Mình tu thành tiên rồi, sẽ đáp tạ thăm ưng. Nói xong, liền lạy ông X mấy cái. Lúc đó, Ông X hét to. Không được, không được. Tôi đang cần cưới vợ. Không thể nào đợi ba năm được. Rồi ông X giật mình thức giấc. Công tử áo xanh chẳng thấy đâu. Cuối cùng, ông X cùng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở, kiểm hàng, cân đo. Ông X do không biết chữ, nên vội nói. Tôi cực khổ dữ lắm, Mới đem được thuốc quý về Anh cũng được cân gian dối Lừa tôi đó nghe Anh chủ tiệm liền đáp Yên tâm đi Tôi mà dối gian hả Thì tôi làm con anh Ông ít đó Đời nay chính là nữ cư sĩ này Chồng bà chính là cây du ngàn năm Gặp thảm nạn Bị lột hết da Tục ngữ nói Người cần mặt Cây cần vỏ chẳng phải nữ tu sĩ hay nói, chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quá thực, bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước, rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc, đúng là có cân gian của ông X hai lạng, do lời thề nói láo làm con, nên giờ y phải sinh làm con nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề sướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây du, phá hủy đào nghiệp ngàn năm của cây, nên tội lỗi y cao nhất, đứng đầu. Vì thế, mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch chuyên với mình, mang thân nữ, so với thân nam khổ hơn rất nhiều. Huống nữa, lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái hiểu rõ nhân quả khiếp trước đời này rồi nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước bà cần phải sám hối với người chồng đời này con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phù thân. Sở dĩ ngày nay, ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế, đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối, vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh địa tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ, nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật, ngót ba năm nay nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ, tin giận. Nhất là con gái bà, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bảo mẹ. Má ơi, má và ba chung sống mười mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má, má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba, nên mới ra non nổi như vậy. Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. cười. Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi hai tiếng, bà tụng xong một bộ kinh địa tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh địa tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ, hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh địa tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc, mỹ mãn. Người vợ đau khổ Các cư sĩ tuổi gần 60 Tin Phật đã nhiều năm Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp Thì mắt lệ tuôn trào Do quá bi ai cho bản thân 20 tuổi bà lấy chồng Nhưng tới giờ Vẫn chưa biết hạnh phúc vợ chồng nồng ấm là chi Vợ chồng tuy sống chung Nhưng chỉ đem lại cho bà toàn khủng hoảng Điều khiến bà thống khổ Và vô phương kham dẫn nổi chính là tuy hiện giờ đã ở vị trí bà nội song lắm lúc vẫn bị chồng đánh mắng mấy mươi năm nay hôn nhân của bà toàn là nếm mùi đánh đập mắng chửi bị khổ đau mài luyện nhưng ngược ngạo thay các ông chồng vô tình vũ phu này ở bên ngoài ai cũng tắm tắc khen ổng là người tốt sau khi tin phật rồi bà nghĩ <laughs> chắc đời trước mình thiếu nợ ổng cho nên cũng ráng tùy duyên đón cảnh tụng nghịch ráng mà sống với nhau thế nhưng bà rất muốn biết giữa mình với chồng có nghịch duyên quan trái gì mà đến giờ vẫn trả chưa xong hòa thượng diều pháp chiều theo nguyện vọng của bà đây có lẽ nhờ bà niệm phật nhiều năm mà được dịp hiểu rõ nguyên nhân hòa thượng kể Ngày xưa có một phú thương, đã có rất đông thi thiếp, nhưng còn tham lam để mắt tới đứa tớ gái tên Lan, có nhan sắc trong nhà. Thế là ông cưỡng ép chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt gạt lường dụ dỗ, hứa hẹn rằng có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan làm thiếp. Nữ nhân ngày xưa rất coi trọng việc chung thân Lan nghĩ, mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề vọng ngóng đến ngày được dễ dàng mầy mặt, như ông đã hứa hẹn. Nhưng phú gia này không thực tâm giữ lời. Lúc cao hứng thì y tìm Lan thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết mà chẳng thành, muốn đi mà không được. Do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thật, nên trong lòng oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này, oan oan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh chánh ngôn thuận. Đúng như nguyện ước của cô nữ tỳ ngày xưa. Song giai dế vị trí đã đổi. Phú ông thuở ấy, giờ phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây còn cô tớ gái từng nhận chịu nhiều nhục nhã thống khổ nay được thăng làm đàn ông ở vào giai người chồng những oán hận tích chứa thời xa xưa kiếp này được dịp phát tiết trút cả vào các cư sĩ đây đây gọi là nhân duyên hội đủ quả báo đến liền thọ các cư sĩ nghe hòa thượng Diệu pháp kể xong câu chuyện mắt đầy lệ bà tỉnh ra và khởi tâm sám hối. Bà nói, bà tin điều sư phụ giảng là thật, bởi bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ, y hệt như đàn ông. Chồng bà tính là khỉ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp, lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Trừ việc cư xử rất tồi với bà ra, ông giao hảo với một người thật tốt dịu dàng như nữ nhân. Bà nói, hiện nay bà thọ khổ, đúng là tự làm tự chịu, hết còn trách ai. Từ rầy về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng nữa. Một đời này khuyết chí tu tinh tấn để về cực lạc, không muốn luân hồi đau khổ nữa. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà hàng ngày phải âm thầm sám hối và tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ thiện duyên tăng trưởng quan hệ vợ chồng sẽ được cải thiện kim giám đốc lần nọ mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi ngủ đại sơn bái kiến hòa thượng diệu pháp anh kim là giám đốc nhà in tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi mặc dù anh không tin phật nhưng anh thuộc vào tiếp người hết lòng vì bạn anh tự lái chiếc xe hơi đời mới sang trọng đưa chúng tôi vượt đường xa hơn nữa có ba lý do khiến cho anh sốt sắng một là vì muốn giúp bạn hữu hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về hòa thượng diệu pháp nên anh cũng tò mò ba là từ thuở giờ chưa biết thắng cảnh ngũ đại sơn nên cũng muốn đến đó cho rõ Đáng tiếc là Ngày đầu tiên Lúc chúng tôi hướng hòa thượng thỉnh Pháp Thì anh Kim có lẽ Do lái xe bổi mệt quá Nên đi ngủ mất Sáng hôm sau Mấy cư sĩ đại hướng hòa thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn Sư phụ kiên nhẫn giảng Bảo họ từng giết qua loài vật nào Thậm chí giết làm sao Ăn như thế nào Cho đến quá khứ Từng trộm qua thứ gì Dùng bao nhiêu còn bao nhiêu để ở địa phương nào, mỗi mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động, anh cứ trố mắt nhìn, miệng há to, chăm chú theo dõi, ngó bộ, anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Buổi chiều, anh đến tìm tôi, ngỏ ý. Muốn tối hôm đó một mình đến lễ hòa thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại, nên giờ tôi xin phép trước giùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối, tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chấp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ ba lần. Ngó bộ, anh đã bị hòa thượng chiết phục, thực lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua, lúc chúng tôi gặp hòa thượng và hành lễ với ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặc đầy sầu muộn, kể lễ với vẻ bi ai. Còn với vợ là Tiểu Khiết, kết hôn được 12 năm, có một đứa con trai 10 tuổi. Trước khi cưới Tiểu Khiết, con có thương một người bạn học láng giềng, tên là Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã mà, dự định là tính sẽ kết hôn với nhau ngay lúc đó thì con quen tiểu khiết nếu mà so về tướng mạo công việc hoàn cảnh gia đình tiểu khiết đều thu xa tiểu lý vậy mà không hiểu sao con bị trúng tà hay là ma ám gì đó vừa gặp tiểu khiết là con đã yêu liền rồi mặc dù bạn bè thân hữu phản đối quá trời luôn con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn với tiểu khiết cưới nhau mới có ba ngày vẫn còn khách đến nhà thăm cha mẹ con cũng đang bận rộn phụ tiếp ngay lúc này có hai người bạn bước vô, vừa cung tay chúc mừng, vừa cười nói với con. Chú Kim, chú có lỗi ghê nha. Kết hôn mà không báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả? Con dội vàng bước tới nghinh đón, cười nói với người ta. Thiệt là xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp, lại bận biểu nên không kịp báo tin. <laughs> Mong các anh lượng thứ cho. Lúc này á, Tiểu Khiết mang nước ra mời, các bạn còn đùa giỡn nữa chứ. <laughs> chú Kim, tôi giận chú đó ngang. Trời ơi, vợ đẹp như vậy mà không giới thiệu với chúng tôi. Bộ sợ tụi tôi cướp hay gì dạ? Ừ, giận là phải rồi. Vợ đẹp mà đem giấu. Lúc đó, con mới cười ha hả nói. Trời ơi, đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi. Em còn đang hối hận đây nè. Trời ơi, con nói chưa dứt câu, tiểu khiết đột ngọt quay lại, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, cái tiên mắt nhìn hung dữ lắm, Trời ơi, cụ dán cho con hai cái bạc tay. Lúc đó mắt con như là muốn nổ đom đớm ra đó. Người trong nhà đều đứng ngay người ra nhìn cổ. Trời ơi, còn cái cô vợ vừa khóc vừa la làng lầm ầm ỉ lớn chuyện luôn. Nhất định là không chịu bỏ qua. Ừ, lúc đó còn bị tác đào điến đến mê muội Thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn là xé nát cô ta ra. Nhưng con vừa đưa tay lên á, thì buông xuống. Lý trí nhắc nhở mình, không nên làm như vậy khiến láng giềng chung quanh chê cười, không nên làm cho ba mẹ mình phiền bực. <laughs> Do hai anh bạn ấy nấy xin lỗi với lại mọi người cũng súng nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui đó chứ. Rồi suốt 12 năm nay, tụi con luôn tranh cãi nhau không ngừng luôn, làm âm ĩ, rồi đội ly hôn 6 lần. Ơi, trong đây ơi, à. trong đây ơi, à. trong đây ơi, à. trong đây ơi, à. trong đây ơi. À. Trong đây, ơi, trong, đây, ơi, trong đây ơi 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 mời quý vị theo dõi câu chuyện Phật giáo người dốt hay cải một thổi nọ Đức Phật đang ở trong vườn kỳ thọ cấp cô độc thành xá vệ, giảng pháp cho đồ đệ nghe. Thính chúng trong pháp hội này gồm hàng tại gia, xuất gia, đủ cả tứ chúng và vô quan, đại thần, tể tướng, bá quan, vạn dân hơn tám vạn người. Gần đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo phân thành từng đoàn bưng bình bát vào thành xá vệ khất thực. Trên đường đi vào thành, trời còn sớm, chưa đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo mới bàn với nhau rằng, trời hãy còn sớm, nếu chúng ta vào thành khất thực, e rằng các tín chủ chưa chuẩn bị kịp thức ăn cúng dường. Tốt hơn để tránh sự phiền lòng vội vã của người tín chủ, có thể khởi tâm không được hoan hỷ trọn vẹn, thì chi bằng chúng ta cùng nhau tạm thời đi vào giáo đường của đạo Bà La Môn nghỉ chân một lát, đồng thời cũng để nghe họ giảng đạo ra sao, rồi sau đó đi vào thành khất thực thì có lẽ hợp thời hơn. Nghe vậy, đa số đều đồng ý kéo nhau vào giáo đường Bà La Môn. Các thầy tỳ kheo lễ phép chào hỏi xong, mỗi người kiếm chỗ ngồi nghe theo các đạo trưởng Bà La Môn và đồ chúng của họ luận đạo. Các thầy Bà La Môn bàn cãi đạo lý với nhau, ai cũng tranh phần đúng, ai cũng nói mình có lý, ai cũng nói ý kiến của mình là hợp với chân lý hơn, đáng để thực hành các thầy bà la môn luận cãi nhau mỗi lúc một sôi nổi không còn giữ được thái độ bình tĩnh nữa đưa đến những lời thề thốt văn tục và tiếp theo đó là chân tay gầy gộc cuối cùng trận đấu khẩu luận đạo của họ biến thành trận ẩu đả hỗn loạn các thầy tỳ kheo thấy vậy cùng nhau đứng dậy lặng lẽ bỏ đi để vào thành khất thực đến giờ ngọ các thầy tỳ kheo đều trở về tịnh xá thọ trai sau khi thọ trai xong, tăng chúng về quanh Phật và đem những việc đã nghe thấy ở giáo đường Bà La Môn vừa rồi bạch lên Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn Những người đạo Bà La Môn, họ vì tìm chân lý mà biện luận tranh cãi nặng lời, đến nỗi dùng tới dao gậy đã thương nhau. Như thế thì chừng nào họ mới đạt được chân lý? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy để cho chúng con được rõ. Đức Phật mỉm cười, hiền hòa đáp. Này các con, tất cả đều do si mê mà ra, không phải các người bà la môn kia chỉ ngu dốt sân hận ở một đời này đâu. Mà ta nhớ từ thuở quá khứ xa xưa, trong một kiếp nọ, cũng ở cõi ta bà này. Có một nhà vua sùng tính đạo Phật, ngày ngày ngoài việc triệu chính ra, nhà vua còn chuyên cần nghiên cứu thông hiểu nghĩa lý kinh Phật, thực hành lời Phật dạy. Trái lại, đình thần dân chúng trong nước không nhiệt tâm hâm mộ phật pháp không thông hiểu đạo lý của chư phật xem một vài trang kinh sách phật rồi họ tưởng đã đủ thông hiểu lời chư phật dạy họ tỏ ra kinh mạng tự cao tự mãn vì vậy tâm trí hiểu biết của họ đối với giáo nghĩa của chư phật chẳng khác nào như bọt nước trong biển cả như ngôi sao đối với ánh trăng như miệng chung đối với quảng trời bao la cao rộng như ếch ngồi đá giếng như hồ ao nhỏ bé đối với đại dương lại có lắm kẻ còn tin theo giáo thuyết tà ma ngoại đạo để cho quần thần dân chúng tỉnh ngộ hâm mộ nghiên cứu giáo lý phật đà nhà vua truyền lệnh tìm hết những người mù trong nước từ thuở còn lọt lòng tập trung lại tại một nơi trong hoàng cung sau hơn ba tháng trời những người mù khắp nơi trong nước đều được đưa về triều nhà vua lại truyền lệnh các quan trong triều và dân chúng cả nước phải tụ tập ở quảng trường trước cửa ngọ môn hoàn thành để chánh kiến cảnh thí nghiệm hy hữu đồng thời nhà vua cũng ra lệnh cho quan quảng tượng dắt voi ra để cho những người mù rờ và cho họ tự do phát biểu ý kiến theo sự hiểu biết của họ còn nhà vua thì đích thân chủ tọa cuộc thí nghiệm này những người mù được dắt đến vây quanh để họ tùy thích rờn mó voi một hồi lâu rồi xem họ phát biểu sự hiểu biết của mình người rờ trúng chân voi thì nói voi giống như cái cột kẻ rờ trúng vành lỗ tai thì nói voi như cái rổ người rờ trúng đuôi thì nói voi giống như cái chổi kẻ rờ trúng bụng voi thì nói voi giống như cái trống chầu kẻ rờ trúng hông voi thì nói voi giống như bức tượng người rờ trúng lưng voi thì nói voi như mặt bàn kẻ rờ trúng ngà voi thì nói voi giống như cái kèn vân vân rồi cả bọn bàn cãi nhau ồn ào để tranh phần đúng về mình thấy bọn mù tranh cãi về sự hiểu biết của mình đối với voi mỗi lúc một ồn ào không ai chịu thua ai họ quờ quạng muốn đánh nhau thấy cảnh tượng như vậy không nén được lòng nhà vua bật cười to ha hả và phán với thần dân rằng các quan văn võ triều thần và dân chúng cả nước đối với Phật Pháp hiểu biết chẳng khác nào như những kẻ mù kia hiểu biết về con voi. Rồi nhà vua ngâm lớn kệ rằng, Thần dân cả nước khác chim mù, Phật Pháp hiển bày vẫn cứ ngu, chẳng hiểu chẳng tin, chẳng nghiên cứu, ngông nghênh khoe mép tưởng đặc thù. Ngâm xong bài kệ, nhà vua hướng về thần dân, giảng nói lớn rằng, ở đời, có những kẻ chỉ mới học năm ba quyển sách, hiểu biết nông cạn như vài bụng cát trong bãi biển, mà cứ tưởng mình thâm hiểu kinh điển diệu lý cao siêu, rồi vênh váo tự đắc, khua môi, múa mép, tự cho ta đây là hơn cả. Những kẻ đó chẳng khác nào những kẻ mù rờ voi kia vậy. Nói xong, nhà vua đứng dậy, thành kính chắp tay, ngước mặt lên trời, đọc lời đại nguyện chúng sanh vô biên thể độ hết phiền não vô tận thể đoạn sạch pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện thành đức phật thuật câu chuyện trên sông để giải đáp thắc mắc của các tỳ kheo kia ngài hướng về đại chúng mà nói rằng những người bà la môn tranh cãi ẩu đả trong giáo đường của họ mà các con vừa thấy đó Tiền kiếp của họ chính là bọn người mù rờ voi ở thời quá khứ. Họ ngu dốt, không chịu tìm minh sư học đạo, không chịu thân gần thiện tri thức để học hỏi kinh điển. Nghiên tầm nghĩa lý chân chánh, chuyên tâm tu niệm mà cứ tranh cãi hơn thua nên mãi đắm chìm trong ngu dốt. Còn vị vua ở thời quá khứ đó chính là tiền thân của Như Lai ta đây vậy. Câu chuyện bán nghèo Thổ xưa, ở nước Ấn Độ, có một trưởng giả giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông lại còn hung tợn, tàn ác nữa, thật đúng với câu vi phú bất nhân. Ông không có chút tự tâm. Mỗi khi có những kẻ mang công thiếu nợ, không lo trả nổi theo lời hứa hẹn, thì ông sai lũ gia nhân đánh đập một cách tàn nhẫn. Thậm chí, ông còn đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà một cách hết sức tệ bạc, xem họ như loài thú vật không hơn không kém. Trong nhà có một bà lão bọc, làm công việc nhà quần quật suốt ngày, không có một lúc hở tay. Nhưng không phải chỉ vậy mà thôi đâu, mỗi khi có sơ sót hay lỡ tay làm hư hỏng việc gì thì ông chủ miệng chửi tay đánh không mảy may thương xót áo quần không đủ để che kín tấm thân gầy cháu cơm không đủ làm no dạ dày lép xẹp lại còn tuổi già sức yếu mà phải chịu bao nỗi nhọc nhằn vất vả vì sức chịu đựng của con người có hạn nên bà thường bị đau yếu luôn có lẽ vì đau khổ quá, cực nhọc quá, nên nhiều khi bỗng không bà rơi nước mắt, rồi bà khóc thực sự, khóc cho thân thế bị dày vò, khóc cho tình đời đen bạc, trọng phú, khinh bần. Có một hôm nọ, nhân lúc mang bình ra mé sông múc nước, được ít phút rảnh rang khỏi cặp mắt gầm gừ của ông chủ, bà yên tâm tạm ngồi nghỉ chân dưới cội cây bàn trong đầu óc bà lúc ấy thoáng hiện ra những sự hành hạ, đập đánh, chửi rủa, tàn nhẫn vô lương tâm của ông chủ. Trong một phút suy gẫm về giá trị đời sống, bà bỗng rùng mình. Tội nghiệp bấy giờ, bà chán sự sống lắm. Một ý nghĩ đen tối thoáng hiện trong óc bà, bà muốn quyên sinh, bà nghĩ bà phải chết đi. Chết để giải quyết tất cả, mọi nỗi đau khổ, loài người đen bạc đã cố ý đầy đọa bà bà nghĩ những nỗi nọ niềm kia, nghĩ đủ thứ, nước mắt hai bên khóe tự nhiên tràn rụa tràn ra, lăn dài xuống hai má hóp. Bà để mặt cho hai dòng lệ tự do tuôn chảy không buồn chậm lau. Bà vẫn cố muốn khóc cho thật nhiều, khóc cho hết nước mắt, để rồi bà chết, phải rủ hết nợ đời, chớ sống mà thân xác cũng như linh hồn bị chày vò, đầy ải quá mức thì thà chết đi còn hơn. Bà khóc mùi mẫn cho đến đội tôn giả ca chiên viên đi đến tận bên, bà cũng không hề hay biết. Mãi đến lúc tôn giả cất tiếng hỏi, bà mới giật mình. Sao thế? Sao bà khóc lóc quá như thế? Ai ăn hiếp bà? Ai hành hạ đánh đập bà? Bà lão vẫn còn nghẹn ngào, không nói được ra lời để đáp lại những câu hỏi của tôn giả. Bà chỉ dương đôi mắt mờ lệ nhìn ngài. Tội nghiệp quá, Xem bà nghèo khổ, dân trung quá, nhưng tình cảnh nhà bà ra sao? Tại sao bà lại ngồi đây một mình mà khóc? Bà cho tôi biết đi, bà nói hết nỗi khổ của bà cho tôi nghe đi, mai ra tôi có phương trước gì để giúp ít phần nào cho bà. Bạch Ngài, Ngài xem tôi từng này tuổi mà vẫn phải làm tôi mọi cho người ta. Công việc làm việc vất vả suốt ngày thâu đêm lại còn bị chủ nhà ác nghiệt, bó buộc đánh đập, hành hạ khổ sở thân thể già yếu này đau mai mạnh thế nhưng hàng ngày cơm chẳng đủ no áo không đủ ấm thì làm sao mà sống cho nổi bà vừa nói vừa khóc trông thảm thiết lắm tội nghiệp bà nghèo từng tuổi này mà còn phải làm tôi tớ cho người để bị nhiều điều cơ cực đau đớn sao bà không bắn quách cái nghèo đi để đeo nó theo làm gì cho thêm khổ sở Trời ơi, sao ngày bảo lạ thế? Ai thèm mua nghèo mà hồng bán? Bà ạ, à, tôi nói thật đấy, nghèo có thể bán được như thường. Tôi thấy bà khổ sở, tôi khuyên bà bán ngay nó đi. Tôi thương bà, tôi bảo thật đấy. Tôi nói gạt bà có ích lợi gì cho tôi đâu? Nghe giọng nói quả quyết và trong gương mặt hiền từ, thành thật của tôn giả, bà hết sức ngạc nhiên, nhìn tôn giả trân trân hồi lâu mới thốt được nên lời nếu ngài có phương kế gì bán được cái nghèo mong ngài thương xót chỉ cho tôi tôi xin ngậm vành kết cỏ cảm đội ân đức suốt đời không lúc nào quên được được tôi xin hứa chắc với bà là nếu bà thật tình muốn bán thì tôi bảo thế này bà phải làm đúng y như vậy mới có kết quả tốt đẹp được Bây giờ bà hãy xuống sông tắm cho thật sạch sẽ, thân thể bẩn thỉu quá có thể sinh ra nhiều bệnh tật, lại ai cũng chán mà chẳng dám đến gần. Bà già vâng lời Tôn giả xuống sông tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bà liền đến bên bạch răng. "Bây giờ ngài dạy tôi cách nào để bán? Bây giờ bà phải bố thí, vì Phật đã dạy, pháp bố thí là để cho người vượt khỏi lòng tham lam." mà tham lam là cái nhân bần cùng khổ sở tôi đã dùng huệ nhãn quan sát thấy bà nhiều kiếp trước tính tình tham lam keo kiệt nên kiếp này bà phải chịu quả báo cơ cực nghèo cùng vì vậy muốn hết nghèo cùng bà phải dứt lòng tham lam còn phải thực hành phương pháp bố thí nhân nào thì quả nấy chắc chắn không sai Đất ơi, ngài bảo tôi bố thí, bố thí để dứt lòng tham, nhưng tôi có tham hồi nào đâu. Tại tôi nghèo cùng, đến nỗi dơ xương, lòi da như thế này, tôi phải đào đâu ra của để mà bố thí. Thưa ngài, ngài bảo cách nào, dù thiên lao vặn khổ gì, già này cũng có thể cố gắng làm được, chứ điều này thì xin chịu. Tôi không biết cách nào để làm cho được vừa lòng ngài. Đây, hiện giờ trong tay chỉ có cái bình này của chủ thôi. Tôi mang đi để múc nước về, nếu có thể bố thí được thì tôi xin bố thí ngay, bất quá về nhà chủ đánh chút thôi, không đến nỗi gì, quen rồi chả sợ, miễn giờ đây có thể làm đủ theo ý muốn của ngài là tôi vui lắm rồi. Ấy chết, của chủ bà đem cho đi, về nhà mất bình, chủ bà đánh chửi chịu sao nổi. Không sao thương ngài, già đã chịu đựng quen rồi, không đến nỗi gì bà già cũng nghĩ liều mạng bất quá chết là cùng. Cũng được, miễn có lòng thành kính là được, không luận ít nhiều. Bà hãy đem bình tìm chỗ nước thật trong và thật sạch, múc đầy bình đem về đây cho tôi. Tôn giả ca chiên viên tiếp nhận bình nước sạch, tự tay bà lão múc đem về dân. Ngài chú nguyện cho bà, lại dạy bà lão nên ăn chay, niệm Phật, làm các công đức. Đoạn ngài hỏi bà có chỗ ở nào thật sạch sẽ không tội nghiệp quá nhưng bà về nên cố gắng giữ lòng lo trọn bổn phận không nên hiềm hận điều gì cả tối đến đợi khi trong nhà ngủ hết bà hãy lén mở cửa lên nhà trên vào trong ngồi xếp bằng ngay ngắn niệm phật tâm đừng nghĩ gì khác chỉ nên nhất tâm tưởng phật mà thôi bà nên nhớ thế bọn đầy tớ nhà ông trưởng giả rặn ngày mở cửa, cả sợ tri hô lên. Ông trưởng giả hốt hoảng, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa quát. Mẹ tớ này, sao hôm nay trốn được lên đây ngồi chết, từ trước tới giờ không bao giờ mụ được lên đây cả, thế sao hôm nay? Bay đâu, hãy đến gần chờ xem bà ta chết đã lâu chưa, nếu thiệt chết, bay cột chân kéo sát, bỏ vào rừng, cho quả kền Ăn quách đi là xong chuyện Mau lên Không tao đập chết cả lũ bay nữa bây giờ Mau lên mau lên Bọn đầy tớ lúi húi Tìm dây cột chân Làm theo lời ông chủ Nhưng ra khỏi ngõ Chúng lại lôi tấm bố đã giấu được Đem ra đắp điểm cho bà Xong rồi chúng rắp nhau khiên xác Đem bỏ vào trong rừng lạnh Có ai ngờ đâu Lúc bấy giờ Bà lão tuy tồi tàn thế, nhưng thần thức của bà đã được sanh lên cõi trời đau lợi do nhờ sự chú nguyện của tôn giả ca chiên viên và sự cố gắng niệm Phật của bà. Bây giờ, ở trên cõi đau lợi, có một vị thiên tử vì hết phước báo nên phải hoàn sanh nhân gian. Bà lão nhờ sức trì giới, niệm Phật và công đức bố thí mà được thế vào địa vị ấy nhưng vì ham vui chơi theo khoái lạc của thiên báo mà quên nguyên do gì mình được sanh làm thiên tử. Song vị thiên tử này, tức bà lão bộc, trước đã gây phước lành, kết duyên Phật pháp nên cảm đến lòng từ của Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài bèn đến lần la dò hỏi để kích thích đạo tâm sẵn có của vị thiên tử. Phàm việc gì có ra đều có nguyên nhân cả. Hẳn Ngài định biết mình từ đâu đến, và do nhân duyên gì mà được cảm quả báo làm thiên tử như hôm nay chứ? Vị thiên tử cùng các quyến thuộc còn đang ngơ ngác, chưa hiểu ra làm sao cả, thì Ngài xá lợi Phất liền truyền đạo nhãn cho vị thiên tử xem. Như chim bao chật tỉnh, vị thiên tử rối rít tỏ lời cảm tạ ơn Ngài xá lợi Phất đã khai thị cho, Đồng thời, họp cả 500 quyến thuộc lễ ngày rồi cùng nhau mang hương hoa sang ngày hàng lâm sông hương, rải hoa cúng dường tử thi. Ánh sáng của chư thiên chiếu khắp cả khu rừng có tử thi của bà lão bọc, làm cho mọi người hết sức kinh dị. Nhà ông trưởng giả cũng hay, cũng kéo nhau đến xem. Lấy làm lạ, có người đến gần hỏi, đây là người tớ già của nhà chúng tôi vừa chết, thân thể đã sình trương nhơ nhớp. Khi bà còn sống, người ta còn ghê tởm, ít dám đến gần thay. Phương Chi, này bà đã chết rồi, có gì quý lạ mà quý vị đến đây rải hoa cúng dường. Nghe hỏi, vị thiên tử bèn ứng tiếp, đáp lời thuộc rõ ngọn ngành, vì nhân duyên gì mình được bỏ thân tôi tớ, sanh làm trời hưởng phước báo vô lượng. Đoạn vị thiên tử xây mặt về phía tịnh xá, tử nghĩ đến tôn giả ca chiên viên, rồi vị chư thiên quyến thuộc của mình và một số người trần có mặt hôm đó, giảng pháp màu đã lãnh thọ được cho nghe nào là luận về pháp bố thí, giữ giới, niệm Phật, lì dục. Nghe xong, 500 vị trời ấy tâm được xa lìa trần cấu, chứng nhãn thanh tịnh, đồng bay về thiên cung. Bấy giờ, những người trần có mặt tại đó thấy đều tỉnh ngộ, ông trưởng giả bây giờ mới sáng mắt và mới nhận được cái giá trị của con người không phải ở vật chất mà chính là ở tinh thần vậy. Thế là bà lão đã bán được cái nghèo với một cái giá cao hết sức tưởng tượng làm thân trời. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.